Tư khóa locked forever. Không biết nè nha. 24 giờ trong phòng của Evelyn. Định cư thành công. Evelyn, có muốn chị Jenny định cư vào phòng Evelyn ở không? Yes, stay here forever. Ok, bây giờ muốn làm gì? Trời, hôm nay đội gì sến như vậy? Cái này là cái gì? Cái yeah, band của con. Giống như là cái của áo dài phải không? Dạ. Yeah. Muốn chị Jenny ngủ trên giường nào? Giường này hay là giường này? Giường của con này nhỉ? Không phải cái giường mà là cái nôi. Ok. Don't break my bed. Oh my god, cái giường này nó tèo quá. Không có tèo cho con đâu. Nhìn này nha, cái chân nó máng ra ngoài. But you can do like this. Ngủ vậy hả? Yeah. Trời đất ơi. It's so cute. Và đang nằm yên tĩnh thì get off, I'm scared you'll break a hole. I'm not gonna break your bed. Well, I'm gonna shake it. Cái gì vậy? Trời, em xài chiêu động đất để đuổi mình ra. Thế giường này là từ Evelyn mới sinh ra, bây giờ vẫn còn ngủ luôn hả? Vẫn còn vừa thì vẫn còn ngủ thôi. Và bây giờ là tiết mục. Bây giờ là tiết mục. Ok. Thì trong phòng sến này có những gì? Có cái đèn này, có cái đèn đó. Cái này là khủng long, cái giường của con. Ngủ trong cái nôi hả? Em lên ngủ trong cái crib. Yeah. Em bé? Yeah. 6 tuổi? Mà vẫn ngủ trong nôi. Đây là cái gì? Kitchen. Hồi nhỏ cũng có cái y hệt vậy luôn. Thì cái đó chơi sao? You can... You Việt Nam. You Việt Nam hát vậy. Giống nón lá. Em lên đội một cái không? Đội này. Hai chị em quá là nồi. Không, cái này đi. Hai cái. Để khoan. Một cái. Hai. Ba. Ồn ào quá. Em tin biết công chúa mà có cái này không? Xong rồi dùng để kiểu quăng. Công chúa nào? Ủa, đây là cái gì? Đây là ai thế? Nhìn bất thường vậy? Wow. Trời, giả bộ làm chị Jenny à? Mình không có vậy đâu các bạn. Giống chị Jenny chưa? Sinh đôi. Chúng mình đã thay thế lẫn nhau nè. Mình là Evelyn và đây là Jenny. Ở trong đây có gì? All my outfits. Ôi nhiều đồ dữ vậy. Evelyn, what's she like dữ vậy? Color cái này. Đẹp vậy. Evelyn thích bộ đồ nào nhất trong đây? Bộ đồ nhất trên đời. Nhớ cái này không? Dạ. Có bạn nào nhớ video này không? We are twins. Cái này thì sao? I wear that before at school and then I almost throw up. Buồn cười thế. Tại sao lại muốn ói? Mặc áo dài muốn ói à? Don't know why. Mình không biết đây là ăn nhau nữa là vì đây không phải là phòng em, nhưng đây cũng tính là phòng em phải không? Nhưng em muốn mình chui vào. Okay. Trời đất ơi. Chật muốn chết luôn. Ở trong đây có gì? Con này sao? Con này có đi ra khỏi cái này được không? Ủa? Được mà. Nó không di chuyển vậy? It just sleeps, but it's cute. Đội lên đầu không? Ám ảnh. Yes. But. Em không muốn đội chó lên đầu. Đây là cái gì? Quá là điếc tai. Thử chơi. What do you want me to play? Play Baby Shark. Mình sắp xỉu té rồi. Lên vlog gì lắc dữ vậy? Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. Và mình quá là thất vọng về bản thân là vì mình đã quên mất chơi cái bài này trên cái piano rồi mình nhớ luôn. Now I think it's my turn. Hello. Sao sáng hào xuống của sáng sao vô dầu pinchling. What does that mean? Sến dữ vậy? Giống nhạc bolero. Đây là cái gì? Sến dữ vậy? This is Evelyn B. Ông Evelyn, mình sẽ đập con ông. Đập ông to luôn. Chị Jenny loves video so much. I think that's good. Có gì trong hành lý sách và định cư phòng Evelyn? Có cái nón. Có salad. Đây là cái gì? A banana. Và có cái lược quả bơ. Quả bơ. Try on me. Có cái này. Đây nha. Cái gì? Cái bát. Đây là cái chị Jenny vẽ thứ có là sớ. Chị Jenny đang vẽ cái này nè. Vì năm tới là năm con mèo. Có nhiều cái. Đây là cái gì? Muốn vẽ thử không? Dạ. Can I try? Quá là chăm chỉ. A heart over here. Dạ, yeah, đó là cái đó. Và hình vẽ mèo sến của mình đã thành cái áo cho năm mèo sắp đến. Cái này là nó nói gì? Best friend forever. Best friend forever. Forever. Evelyn ever. What's this? Ốp. Ai vậy? Chị Jenny. Chị Jenny đã cướp bằng lái của con nào đó đấy. Cái đó không phải chị Jenny đâu. Who's this man? Who's this man? Thằng đó là ai vậy? Ai biết? Một ngày đó Ellen sẽ có bằng lái xe. Ok. Đây là cái gì? Muốn coi thử không? I want to wear it. Mở đi. Úp. Okay, let me try. Does it fit or not fit? No. Cái này mà gãy thì mình làm lại hơi bị mất công đấy. Không có cái này là răng mình méo lại luôn. Okay, now let me put it on you. Oh my god. Buổi tối mới đeo. Mình làm mất cái đó là chắc cái răng nó khỏi thẳng luôn á. Giờ em khám phá thêm cái vali của mình. Just like me. Cái của em nè, sến. Ngố à. Ngố à. I'm taking a shower. I'm taking a shower. I'm taking a shower. Đây là cái gì? Sết dữ vậy? Để ngồi xuống nè. Quá là sáng luôn. So cute. Can you do it on me? Em lên nhớ cái cây thông Noel đúng không? What is it? Noel. Là cái này nè. What is this? This is a friendship bracelet for you. Mình cảm giác cảm động quá. Yêu quá nên đeo lên chân luôn. Đẹp quá. Đẹp quá. Why did you bring the shoe in? Mình đã lỡ xách đôi giày mình lên phòng em. Và em đang rất bực mình. Có nhìn thấy gì đâu. Okay, will you start it? It's gonna work. Where we start? Where should we put it? Over here? Wait, it's too high. Nhìn thấy được mà. Rồi em có nguyên cái tiệc nhảy. Trời ơi. Stop. Chị Dung nằm trên giường nha. Is your socks dirty or clean? Clean. Có khi mình thấy em kỹ như một bà già luôn á. Chị Jenny sẽ edit. Trời đất ơi. Wow. Can you do it? Không nên và sẽ không. Vẽ gì ạ? You'll find out. Đây là ai ạ? You'll find out. Trời đất ơi. Và 5 phút sau thì... Nhìn ngố thế. Môi gì đỏ dữ vậy? Đây là ai? That is Jenny, cause I love her so much. Không biết rồi nha. Và giờ chúng mình thử có môi to đùng này Evelyn vẽ mình. Mình dùng cái mẹo làm môi to này. Môi to giờ nhìn nè. Môi to mi. Và bây giờ mình đi tắm là vì mình không phải là một người dơ dây. Hello các bạn, em đang ngủ. Mình đi tắm xong tưởng đâu chơi tiếp, ai nhà bây giờ đã tèo rồi. Quá là yên tĩnh. Và buổi tối phòng của em nhìn quá là ấm áp luôn. Và đóng gói bông này rất là nhắc nhở mình nên mình hồi nhỏ. Nhưng giờ mình sẽ tạo một cái quyển sách trong cái siêu tập sách của em và đọc thử cái này đi. Làm rớt rồi. Hồi nhỏ mình thích sách này lắm các bạn. Mình mê sách này lắm. The Very Hungry Caterpillar. Wow. Nhìn nó vui không kìa. Mình thích đọc mấy cái sách hình này hơn đọc sách thiệt á. Cảm giác cho nó vui hơn á. Coi mình không có đọc sách. Em thích sách này không? Cũng say mê rồi. Rất là nhớ đến tuổi thơ luôn á các bạn. Cuối cùng thì thành con bướm. Các biết sao không? Đọc cái sách này là mình rất là nhớ đến cái thời mình 5 tuổi. Trời ơi, thời đó cuộc sống đơn giản quá. Bây giờ cuộc sống cầu kỳ quá. Ngủ rồi. Bù. Tỉnh bơ luôn. Và mình thử đụng coi có làm gì không. Ngủ say thiệt luôn á. Và giờ mình sẽ ngồi đây 2 tiếng để chỉnh xong video này trong lúc em đang ngủ say mê. Bây giờ mình đi ngủ đây, bye bye. Và mình đã sống trong đây cho 24 giờ thành công các bạn. Mình đã thức dậy và không bị vấn đề gì hết. Ngủ quá là ngon, mê lem luôn. Ok, đó là cái đó, bye bye. Happy New Year, Happy New Year. Bây giờ là năm 2023. Trời ơi, thời gian trôi nhanh quá.